Xin chào các bạn, thì Tân Đại Dương xin giới thiệu đến các bạn về các cái chiến lược để du học Mỹ hiệu quả đạt visa cao nhất. Du học Mỹ từ trước đến nay vẫn được coi là một cái chìa khóa vàng để đảm bảo một cái tương lai nghề nghiệp tốt đẹp. So với các nền giáo dục tiên tiến khác trên thế giới, Mỹ luôn là sự lựa chọn số 1. Điều này dễ hiểu vì Mỹ là nơi tập trung của các trường đại học tốt nhất thế giới. Thì tạp chí chuyên cứ xếp hạng các trường đại học trên thế giới của Anh trong số 100 trường tốt nhất thế giới năm 2013 thì Mỹ có 48 trường, bỏ xa quốc gia đứng thứ hai là Anh với 11 trường và quốc gia thứ ba là Hà Lan với 8 trường. Và du học Mỹ dễ hay khó thì hãy gọi ngay 3838 2080 hoặc 3848 4879 giờ hành chính để được các tư vấn của công ty du học Tân Đại Dương với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xử lý hồ sơ Mỹ sẽ tư vấn cũng như là hướng dẫn chi tiết về hồ sơ. Thì với những học sinh phổ thông xuất sắc, trình độ tiếng Anh giỏi, có nhiều thành tích cao, ví dụ như là đạt các cái giải thi quốc gia hay là quốc tế và điểm số các cái kỳ thi chuẩn như là SAT, TOEFL đặc biệt cao, việc đi Mỹ cũng không có khó. Các bạn trẻ này sẽ dễ xin được học bổng và khi có học bổng rất dễ là xin visa. Tuy nhiên, số học sinh thuộc nhóm này không nhiều. Với các cái gia đình đặc biệt có điều kiện, việc đưa con đi Mỹ du học cũng không khó, kể cả khi thành tích học tập không xuất sắc. Các cái phụ huynh thuộc nhóm này có thể cho con học tại các trường quốc tế ở Việt Nam, sau đó cho con đi tự học từ sớm, từ bậc phổ thông trung học ở Mỹ, ví dụ như hết lớp 11 bắt đầu sang Mỹ. Thì với khả năng tài chính mạnh, việc xin visa sang Mỹ cũng khá dễ dàng. Tuy nhiên, số các cái hộ gia đình thuộc nhóm này cũng không nhiều. Đa số các bạn trẻ muốn đi du học Mỹ rơi vào nhóm tiếng Anh chưa giỏi để giành điểm cao trong các cái kỳ thi chuẩn như là SAT hoặc là TOEFL. Thành tích học tập vừa phải và điều kiện kinh tế của gia đình cũng không quá tốt. Câu chuyện của những học sinh thuộc nhóm này là làm thế nào đi du học ở Mỹ được trong cái khả năng ngân quỹ có hạn và thành tích học tập ở phổ thông trung học vừa phải. Đây là một bài toán thật sự là khó. Và để chi tiết hơn thì các bạn hãy đến văn phòng của công ty Tân Đại Dương qua địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất để được các nhân viên tư vấn xét hồ sơ để mình có phù hợp hay không. Và theo anh Khôi thì khi nào học sinh nên chọn trường cao đẳng cộng đồng? Với cái hệ cao đẳng cộng đồng, đây là hệ học 2 năm, yêu cầu đầu vào không cao, thậm chí với nhiều trường cũng cho phép học sinh chưa tốt nghiệp cấp 3 theo học. Sau 2 năm học cao đẳng này, sinh viên có thể xin học tiếp tại các trường đại học hệ 4 năm. Điểm mạnh của những trường cao đẳng cộng đồng là đầu vào thấp và học phí rất là vừa phải. Thế mạnh này đã đánh trúng vào tâm lý của người Việt Nam khi mà khả năng tài chính trở thành gánh nặng cho không ít những gia đình chúng ta. Ở những cái trường 4-year college, tức là hệ đào tạo 4 năm, thì họ chỉ đào tạo cử nhân trở lên. Trong khi đó, ở 2-year college, tức là hệ đào tạo 2 năm, thì có 3 chương trình đào tạo. Thứ nhất, transfer program, tức là đào tạo về kiến thức chính quy phục vụ cho chuyển trường. Thứ hai là vocational training, tức là đào tạo về hướng nghiệp. Thứ ba là academic training, là đào tạo chuyên ngành nghề. Đây là chương trình đào tạo giống như là cao đẳng dạy nghề ở Việt Nam. Hy vọng là buổi nói chuyện hôm nay sẽ làm hài lòng bậc phụ huynh và các học sinh đang xem đài. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng có lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh.
với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn. Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.